Thưa quý vị, các loại hải sản như cua biển, tôm hùm Alaska, ốc hương đồng loạt giảm giá mạnh từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng một kg. Nguyên nhân là bởi các mặt hàng này vẫn thường được cung cấp cho các nhà hàng quán ăn thì hiện không thể tiêu thụ được bởi các quán ăn đang tạm đóng cửa. Cua biển đang là loại hải sản giảm giá mạnh nhất, mỗi loại giảm từ 70 đến 100 nghìn đồng một kg. Cụ thể, giá cua thịt loại 3 con 1 kg được bán ở mức 320 nghìn đồng một kg, size 4 con giá 250 nghìn đồng một kg, cua gạch size 4 con 1 kg giá 390 nghìn đồng một kg. Ngoài ra, ốc hương size 90 đến 100 con 1 kg trước có giá lên tới 350 nghìn đồng một kg, nay chỉ còn 270 nghìn đồng một kg. Tôm sú size 10 con 1 kg giá 400 nghìn đồng một kg. Một số loại hải sản cao cấp hơn cũng chung tình trạng giảm giá như tôm hùm sống đang bơi, size từ 3 đến 4 con 1 kg, chỉ từ 220 nghìn đồng một kg một con. Tôm hùm Alaska từ 349 nghìn đồng một con. Ốc vòi voi giá 650 nghìn đồng, giảm còn 520 nghìn đồng một kg. Cua hoàng đế được niêm yết với giá 2,15 triệu đồng một kg, ghẹ có giá 550 nghìn đồng một kg. Cùng cảnh với người nuôi cá hải dương và bà con nuôi trồng thủy hải sản cả nước, người nuôi cá tra và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra đang đối mặt với khó khăn kép cả về thị trường lẫn sản xuất. Hầu hết đang hoạt động cầm chừng hoặc thậm chí đóng cửa vì dịch bệnh và buộc phải dừng sản xuất vì không thể thực hiện đúng yêu cầu 3 tại chỗ của địa phương. Và để giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi sẽ kết nối với ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gò Đàng, một doanh nghiệp cá tra đến từ Tiền Giang. Xin chào ông. Thưa ông Đạo, hiện nay thì nhiều doanh nghiệp cá tra đã giảm công suất chỉ còn từ 30 đến 40% do chi phí tăng vọt và thiếu nhân công lao động. Doanh nghiệp của ông như thế nào ạ? Bây giờ giảm khoảng 60-70% công suất rồi. Yếu lắm rồi, kéo dài, tình hình chịu không nổi. Vừa làm vừa lo không biết là dịch bệnh bị gì, mình đâu có thấy bằng mắt thường được. Tiền gai bạc hỏi, người dòng quay ngân hàng, rồi cá với ao nó sẽ lớn lên mà nó vượt đàn, nó vượt cái sai cỡ thì mình không có bán được. Không có xuất hàng được. Rồi người lao động thì họ ở lưu lại công ty khoảng một thời gian ngắn, ví dụ như đôi ba tuần, cứ tạm thời thôi. Chứ về lâu thì dài thì họ đâu có chịu ở lưu lại ở công ty, rất là khó khăn. Vâng, vậy theo ông thì việc thực hiện ba tại chỗ có phù hợp với doanh nghiệp thủy sản hay không? Và lúc này thì giải pháp cần thiết nhất là gì, thưa ông? Cái ba tại chỗ nó để phù hợp cho các cái công ty mà họ như ở ngoài Bắc Giang, Bắc Ninh đó, theo anh biết được là họ chỉ sản xuất những mặt hàng đặc thù, ví dụ như lắp ráp điện tử hay là những mặt hàng cao cấp, cái hệ thống hạ tầng họ rất là tốt. Đối với miền Nam, miền Tây đó thì phần lớn là chế biến nông thủy sản, phần lớn là mình làm cái dạng mà thủ công, đòi hỏi một cái lượng lao động rất là lớn. Thì trong một cái điều kiện mà mình sản xuất hàng thủy sản đó, là cái môi trường nó lạnh, cái môi trường mà cái điều kiện mà dịch nó lan truyền nó rất là rủi ro. Mong muốn là tha thiết nhất là vấn đề mà chích cho nó nhanh vaccine để nó có cái kháng thể cộng đồng để mình phải đưa công nhân vô làm việc trở lại được. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện ba tại chỗ trong lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách, trong khi chi phí để duy trì sản xuất ba tại chỗ ngày càng lớn, các doanh nghiệp còn phải đối diện với nhiều thách thức khác như là việc tiêu thụ nông sản bị ách tắc, hoạt động thu mua, vận chuyển thì cũng bị ngừng trệ. Tất cả những điều này đang trở thành gánh nặng cho rất nhiều doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên VTC16. Cứ 3 ngày một lần, cán bộ công nhân viên tại đơn vị này sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trở lại. Với 11 nhà máy lớn nhỏ đang hoạt động ba tại chỗ, khoản chi phí này là không hề nhỏ. Bên cạnh đó, để động viên tinh thần người lao động, công ty đã phụ cấp tối thiểu 100.000 đồng trên một người trên một ngày. Chưa kể, một lực lượng lớn lao động tự do liên quan đến các hoạt động bốc phát, thu mua nguyên liệu cũng cần được hỗ trợ. Ghe chở những cái như là nguyên liệu để sấy cho các nhà máy, chở bông bì của nhà máy hoạt động, thì thực tế là cái này cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định do chính quyền các tỉnh đó. Người ta có chỗ này chỗ kia người ta không áp dụng một cách nhất quán. Ở đây nó là chúng tôi phải đi buộc phải đi xét nghiệm mặc dù người này không phải là nhân viên của Lộc Trời. Nhiều khoản chi khác như điện, nước, lãi suất ngân hàng cũng đang tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp. Thực tế hiện chỉ có khoảng 30% công ty thực hiện sản xuất ba tại chỗ, công suất hoạt động cũng giảm hơn 40%.
điều kiện sản xuất đã khó khăn, thế nhưng vấn đề thu mua, vận chuyển cũng không mấy dễ dàng. Nhất là câu chuyện thu mua của ngành lúa gạo, khi hiện nay nhiều nơi lúa chín đầy đồng vẫn vắng bóng thương lái thu mua. Cần hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua lương thực để tạm trữ lương thực với một cái lượng trên dưới 4 triệu tấn lúa, tương ứng với khoảng 2,5 triệu tấn gạo, để vừa là giải quyết cái nhu cầu bức bách của bà con các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các doanh nghiệp vừa được tổ chức mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã khẳng định chính phủ luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp lúc khó khăn trên tinh thần lợi ích hài hòa, chia sẻ rủi ro. Qua đó, chính phủ sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp là cần nâng cao cái chất lượng quản trị, chất lượng hoạt động và khả năng chống chọi với những cái cú sốc bên trong và bên ngoài để phát triển bền vững cùng với đất nước. Thì rất là khó khăn nhưng mà chúng ta phải cùng nhau tìm ra giải pháp. Chính phủ và chính quyền địa phương thì luôn đồng hành, sát cánh, chia sẻ, hỗ trợ cùng cộng đồng doanh nghiệp, tri ân những nghĩa cử, hành động cao đẹp, đóng góp chung tay để cùng đất nước bước qua những khó khăn. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Công Thương nhanh chóng triển khai các giải pháp kết nối tiêu thụ hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai các giải pháp đảm bảo sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là đảm bảo nguyên liệu sản xuất liên tục cho các sản phẩm tiêu dùng ở những nơi thực hiện giãn cách xã hội. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho 90% hợp tác xã khó khăn, thu nhập của người lao động và thành viên giảm mạnh, trong khi một số chính sách hỗ trợ các hợp tác xã không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều vấn đề được nêu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì mới đây. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị các địa phương thống kê, đánh giá và thông tin thường xuyên kịp thời về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tồn kho các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Đồng thời đề nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ để các hợp tác xã được tiếp cận gói tín dụng ưu đãi cho các hợp tác xã vay để trả lương ngưng việc đối với người lao động làm việc trong hợp tác xã, vay để xây dựng kho bãi, nhà xưởng chế biến, bảo quản nông sản, tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp, hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị ngay sau khi khôi phục sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Trước phản ánh của các doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả khu vực hợp tác xã, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết là thời gian tới, chính phủ sẽ luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ các khu vực này lúc khó khăn, trên tinh thần là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Và để giúp cho quý khán giả hiểu rõ hơn về những khó khăn này, ngay lúc này chúng tôi sẽ kết nối với ông Lê Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Thủy sản Xuyên Việt, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Xin mời bộ phận kỹ thuật giúp đỡ ạ. Xin chào ông Lê Văn Việt ạ. Vâng, xin được chào trường quay. Dạ vâng, thưa ông là trước tiên ông có thể chia sẻ những cái khó khăn mà hợp tác xã mình đang gặp phải trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay ạ. Cái khó khăn chung thì ai cũng thấy, nhưng riêng đặc thù về ngành nông nghiệp thì hợp tác xã chúng tôi cũng là cái hợp tác xã mà có cái tính đặc thù, đó là chuyên về con thủy sản. Và đối tượng nuôi trồng thủy sản là đối tượng nuôi với thời gian dài và cái mức đầu tư là lớn, nên là khi gặp những cái dịch bệnh như thế này thì những cái hợp tác xã như chúng tôi sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, đặc biệt là liên quan cái sự xoay sở trong cái thời gian ngắn. Thế thì ví dụ như là cái giá thức ăn trong thời gian qua thì tăng rất nhanh, khoảng 30%, trên 30%, và giá đầu ra thì giảm khoảng trên 20%. Thế thì từ đó dẫn đến là cái hiệu quả trong vấn đề sản xuất và kinh doanh thường cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Mỗi cân cá khi sản xuất ra mức này là đang chịu lỗ kỹ thuật là từ 3 đến 5 nghìn đồng. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã giảm, như tổ chức sản xuất từ cuối năm 2020 là chúng tôi đã giảm đến 50% sản lượng nuôi trong lúc này, nhưng cái đầu ra ấy, thì vẫn chỉ đạt được khoảng so với cả cái cuộc kỳ năm cũ ấy, các năm trước chưa có Covid ấy, thì hiện nay bây giờ tiêu thụ một ngày thì bằng khoảng 30% cái lượng tiêu thụ trước đây. Vâng, trước những khó khăn như thế này thì các hợp tác xã đã nhận được sự hỗ trợ như thế nào từ địa phương hay chưa? Thực ra thì về cái chính sách của địa phương thì cũng như là của chính phủ thì cũng đã được đưa ra
Nhưng tuy nhiên thì tiếp cận trong cái giai đoạn này cũng là một cái điều rất là khó đối với những cái, đặc biệt là những cái hợp tác xã. Thì hiện nay bây giờ thì cái vốn cũng là rất quan trọng, nhưng trong lúc này có vốn mà không tạo được đầu ra thì nó cũng là một cái, những cái mà nó gặp cái khó khăn trong cái việc hiệu quả. Chứ còn thì vốn thì nó chỉ là tháo gỡ một phần khó khăn do cái việc mà phải chi trả các cái khoản liên quan đến nhân lực, liên quan đến cái sự gọi là thiếu dòng tiền trong vấn đề sản xuất và kinh doanh. Chứ còn thì về cái khó khăn về dòng hàng thì lúc này là lúc mà bản thân các địa phương cũng còn đang loay hoay, chưa thực sự tìm ra cái giải pháp cho lĩnh vực thủy sản. Ví dụ bên nông sản thì còn làm các cái chương trình về xúc tiến thương mại liên quan đến các cái thương mại điện tử online và thúc đẩy được hàng hóa. Nhưng riêng về con cá tươi sống thì cái điều đấy nó lại làm cái điều cũng là một bài toán rất là khó cho cái lời giải của bản thân chúng tôi, chứ chưa nói về cơ quan của mình. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông ạ.